Harry Won khoe chồng biết rap, Trấn Thành đáp trả, tiếng đạt biết anh không nha. Trấn Thành cho biết Harry Won tung mạng miếng và nhiều lúc còn lấn lướt chồng mình khi cùng làm chương trình. Giọng ca bí ẩn, một chương trình giải trí kịch tính và hấp dẫn sẽ ra mắt khán giả vào đầu tháng 8. Đây là một chương trình ca nhạc hoành tráng kết hợp trò chơi đấu trí kịch tính. Để cuộc đua thêm phần rối não, Trấn Thành và Harry Won sẽ là hai nhân vật cầm trịch giọng ca bí ẩn. Là đôi uyên ương nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt, nhưng đây là lần đầu tiên Trấn Thành và Harry cùng nhau đảm nhận vai trò MC. Có thể nói, kể từ ngày kề cận Trấn Thành, Harry Won hoạt ngôn và chém gió nhiều hơn hẳn. Không những thế, cô còn được khán giả yêu thích và công nhận trong vai trò MC của nhiều chương trình như Nhanh Như Chớp, Siêu Bất Ngờ. Trấn Thành tâm sự, điểm duy nhất khiến hai vợ chồng ngày càng giống nhau đó chính là nói nhiều. Đồng thời Trấn Thành còn cho biết Harry Won tung mạng miếng và nhiều lúc còn lấn lướt chồng mình khi cùng làm chương trình. Ngoài ra, Harry Won còn thường xuyên làm khó Trấn Thành khi ép chồng mình vào những tình huống khó đỡ, điển hình như trong đoạn teaser vừa được ban tổ chức tung ra, khi người đẹp Thúy Ngân hỏi Trấn Thành biết rap không, Harry Won nhanh chóng khẳng định có, thì Trấn Thành lại khiến khán giả bất ngờ về độ chặt chém. Tiếng đạt biết, anh không biết nha em. Sự kết hợp đáng mong chờ của hai vợ chồng Trấn Thành Harry Won khi lần đầu cùng giữ vai trò MC. Ngọc Trinh, Anh Đức và loạt sao đến viếng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng, bị bệnh vẫn đau đớn vì chưa thể viết xong kịch bản. Nghệ sĩ Việt Anh, Mỹ Uyên, Ngọc Trinh, Tuyết Thu chia sẻ tâm tư của cố diễn viên khi viếng tang sáng ngày 27 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng diễn ra tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn. Việt Anh là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất. Anh lặng lẽ ngồi viết vào sổ tang, thương tiếc bạn hiền, thật nhiều kỷ niệm cùng nhau trên con đường sân khấu mà hai đứa đã chọn, hãy ngủ yên nhé. Cả hai gắn bó với nhau hơn 30 năm, họ tường tâm sự mọi chuyện vui buồn trong nghề nghiệp cuộc sống. Nghệ sĩ Việt Anh bên vợ cố nghệ sĩ Thanh Hoàng. 7 năm trước, cố nghệ sĩ chia sẻ tưởng thực hiện kịch Dạ Cổ Hoài Lang phần 2 với Việt Anh, Công Ninh, với tên dự kiến là Trở Lại Gia Đàn. Cách đây không lâu, Thanh Hoàng bày tỏ nỗi đau đớn vì không thực hiện được vở diễn. Theo tôi, có lẽ vấn đề mưu sinh và sức khỏe khiến Thanh Hoàng chưa bình tâm để tập trung viết kịch bản, Việt Anh bùi ngùi. Hơn 20 năm qua, vở Dạ Cổ Hoài Lang do Thanh Hoàng viết kịch bản có hơn 1.000 suất diễn, từng đoạt 4 huy chương vàng trong liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, đồng thời góp phần tạo nên tên tuổi của nhiều thế hệ nghệ sĩ tham gia tác phẩm. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên có mặt từ sớm giúp gia đình Thanh Hoàng đón tiếp khách viếng. Những ngày tháng cùng ở sân khấu 5B, tôi và anh giữ vai trò quản lý. Anh rất nghệ sĩ không tính toán về kinh tế, còn tôi kình tính sao cho vở diễn phải hút khách. Có tiền nuôi sân khấu diễn viên, nhiều lần hai anh em tranh cãi kịch liệt vì có ra hay không ra một vở nào đó. Dù không đồng nhất nhiều vấn đề, khi gặp nhau chúng tôi vẫn vui vẻ và tìm cách kết hợp tốt nhất. Anh thương yêu gia đình lắm. Lúc nào sau một ngày làm việc, anh cũng mang đồ ăn về cho con trai, Mỹ Uyên kể. Trong ký ức của Ngọc Trinh, Thanh Hoàng là đàn anh kính tiếng và đạo mạo. Ngoài sân khấu, cố nghệ sĩ Thanh Hoàng là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam với các vai phụ trong hàng loạt phim truyền hình, chia bảo cùng một số diễn viên đến viếng anh. Diễn viên ca sĩ Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Tuyết Thu từng đóng chung với cố nghệ sĩ trong nhiều bộ phim truyền hình, nổi tiếng nhất là Blue Trắng. Tôi chưa thấy một nam nghệ sĩ nào kỹ tính và tận tâm với nghề như anh. Anh chăm chút từng phân đoạn, từng chi tiết tâm lý nhân vật, dù đó là vai chính hay phụ, Tuyết Thu chia sẻ. Diễn viên Kiến An nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối. Diễn viên hài Anh Đức. Chị Đào, vợ cố nghệ sĩ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ảnh chân dung của chồng trên cáo phó, rồi rơi nước mắt. Trước khi qua đời, anh từng nhắn nhủ vợ, dù anh có chuyện gì xảy ra, chuyện học tập của con cái không được đứt gánh giữa đường. Con trai út của Thanh Hoàng, Tuấn Khôi, năm nay 18 tuổi, con trai đầu của anh du học ở Mỹ đang trên đường về nước chịu tang cha. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoàng qua đời vào lúc 26 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian chật vật điều trị ung thư, hưởng dương 55 tuổi. Lễ đồng quan sẽ diễn ra sáng 29 tháng 7, sau đó linh cữu nghệ sĩ được hỏa tang ở Bình Hưng Hòa. Thế gian này ai tìm được nàng tiên cá xinh đẹp mà lại lầy lội như Hòa Minzy? Với lời hứa liên tiếp ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, Hòa Minzy đã không khiến khán giả thất vọng khi tiếp tục ra mắt ca khúc Nàng Tiên Cá sau thành công của Rời Bỏ Đình Đám.
Nhạc sĩ tiếp theo xuất hiện trong giấc mơ tìm bài hit trong năm 2018 của Hòa Minzy là nhạc sĩ trẻ tài năng Châu Đăng Khoa với loạt hình ảnh đình đám như Người Lạ Ơi, Hương Đêm Bay Xa, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Mặc dù quen biết khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng kết hợp trong một dự án âm nhạc. Với sự kết hợp lần này, Châu Đăng Khoa và Hòa Minzy mang đến màu sắc tươi trẻ của mùa hè. Chắc chắn ai nghe xong ca khúc cũng muốn bỏ trốn công việc ồn ào. Để tới với biển trở thành nàng tiên cá bị mắc cạn, muốn trở lại với đại dương xanh. Qua ca khúc Nàng Tiên Cá, Hòa Minzy muốn truyền tải thông điệp đến các bạn trẻ. Ca khúc nói về tâm trạng mệt mỏi, chán chường trong cuộc sống hiện tại. Bỗng phút chốc, con người như muốn gác lại tất cả, vứt bỏ hết ưu tư để tự do tung tăng bay nhảy sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Là một người trẻ, hãy luôn sống hết mình với những đam mê và hoài bão. Hãy lựa chọn cho mình những thử thách và không nản lòng trước mọi khó khăn. Song song đó, MV Nàng Tiên Cá với sự góp mặt của một gương mặt quen thuộc với nhiều tác phẩm đình đám ghen như Cái Lò, Dennis Đặng Anh là một trong những gương mặt viết kịch bản sáng tạo đang được nhiều nghệ sĩ Việt săn lùng. Sự kết hợp giữa Dennis Đặng và ekip lừng danh Đinh Hà Uyên Thư không còn xa lạ với chúng ta đã tạo ra một câu chuyện MV đầy tính sáng tạo, độc đáo, thú vị nhưng không thiếu tính nhân văn và cảm xúc. Khác với những MV đau khổ trước đây của Hòa Minzy, câu chuyện lần này kể về một cậu bé có đôi chân không được lành lặn, cảm thấy tự ti và không hào hứng với bất cứ điều gì trong cuộc sống. Nhưng dịp sinh nhật, cậu bé được bà nội tặng cho một con cá vàng. Điều đặc biệt, không ngờ con cá ấy chính là nàng tiên cá trong truyền thuyết mà các bạn trẻ thường thấy trong truyện cổ tích. Phát hiện thấy nàng tiên cá và hiểu được tâm tư, muốn quay trở về biển xanh của nàng, cậu bé cùng em gái và bạn bè của mình đã có cuộc hành trình giải cứu hết sức gian truân để giúp nàng tiên cá thoát khỏi và trở về với môi trường thiên nhiên. Với MV Nàng Tiên Cá lần này, Hòa Minzy cho biết muốn dành tặng đến lứa tuổi thiếu nhi và những bạn trẻ có những hoài bão cuộc sống. Lần đầu tiên làm sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ thiếu nhi nên cô nàng khá lo lắng. Hòa Minzy đã đem yếu tố cổ tích thần thoại vào để cho MV thêm mới lạ. Và cũng là lần đầu tiên có trong tất cả các MV của Hòa Minzy từ trước tới giờ thể hiện cái tính độc lập của mình. Chắc chắn Hòa Minzy sẽ mang lại cho mọi người nhiều tiếng cười trong sản phẩm này. Hòa Minzy tiết lộ, để hoàn thành dự án Nàng Tiên Cá lần này, cô đã chuẩn bị gần 7 tháng từ giai đoạn thu âm đến khi hoàn thành MV. Đây là khoảng thời gian đủ để chỉnh chu cũng như hoàn thiện những chi tiết dù là nhỏ nhất để gửi đến một sản phẩm âm nhạc chất lượng. Với mong muốn được công nhận hơn bao giờ hết và công sức Hòa Minzy cùng ekip bỏ ra, mong sẽ nhận được sự hưởng ứng thật lớn từ phía khán giả. Sau dự án Nàng Tiên Cá, Hòa Minzy tiếp tục bắt tay vào thực hiện phần 2 của dự án Rời Bỏ, với sự kết hợp đầy bất ngờ mà cô nàng sẽ tiết lộ vào thời gian tới. Hài hước không kém thần tượng, fan Đức Phúc lại tặng quà độc đáo như thế này đây. Nắm bắt được thần tượng thích ăn món gì, fan Lúp đã thực hiện tặng Đức Phúc ngay. Nhưng phút chót thấy quà lại ngỡ ngàng. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc xuất hiện rất nhiều tại các sự kiện cũng như các sân khấu âm nhạc. Phải nói anh là một trong những trường hợp giao kéo thành công nhất nhì showbiz Việt. Với vẻ ngoài như hiện tại, anh đã ghi điểm với khán giả bằng cả sự điển trai hài hước lẫn giọng hát tốt. Mới đây nhất trên story của Instagram, Đức Phúc đã rất hào hứng khoe quà do người hâm mộ tặng sau khi kết thúc một buổi biểu diễn. Ngoài ra anh còn thổ lộ, fan Lúp thực sự thấu hiểu trái tim tôi, một trái tim yêu đùi gà chiến vô bờ bến và ăn với tương cà. Cụ thể, các fan của giọng ca Ánh Nắng của anh đã đặt riêng một đùi gà nhồi bông và một hũ tương cà nhồi bông mang thương hiệu Ông Phúc. Món quà này sẽ khiến đam mê ăn uống trong trí tưởng tượng của anh được thỏa mãn mọi lúc mọi nơi. Đức Phúc sung sướng vô cùng trước món quà đặc biệt của fan, nhưng có lẽ ngay lúc nhận hai sản phẩm này, e rằng nam ca sĩ cũng đứng hình một vài giây. Chỉ có fan Lúp mới hiểu thần tượng có sở thích như thế nào trong mọi lĩnh vực. Fan Lúp xinh của Đức Phúc đã đồng hành cùng anh trong rất nhiều show diễn, họ luôn tận dụng thời gian để có thể thấy tận mắt thần tượng ngoài đời thật. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một ca sĩ không ấn tượng nhiều với khán giả, Đức Phúc ngày càng đắt show và là một trong những nghệ sĩ hot nhất mạng xã hội. Bên cạnh đó, gu thời trang của anh cũng thay đổi hơn khá nhiều. Đặc biệt, những ngày vừa qua, nam ca sĩ đã gặp phải rất nhiều tình huống gây tranh cãi khi ngồi ở vị trí ban giám khảo chương trình The Debut. Ngọc Trinh tết tóc hai bên hóa nữ sinh quá xinh đẹp, ngồi cạnh Diệm Diệu Nhi không ngóc đầu nổi. Trong tà áo dài của nữ sinh trung học, cả Ngọc Trinh và Diệu Nhi đều khiến fan thích thú vì quá đáng yêu. Cả hai nàng vẫn cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp và không kém phần nhắn nhít dù đã qua cái thời học sinh từ rất lâu.
Thánh Lầy Diệu Nhi chu mỏ hít cỡ bên Ngọc Trinh duyên dáng đáng yêu, hay nữ diễn viên đang được đạo diễn hướng dẫn một cảnh hành động trong phim. Đây là một dự án phim Tết có sự tham gia của Ngọc Trinh và nhiều nghệ sĩ hài trong làng giải trí. Trong bộ phim, nữ hoàng nội y gây chú ý trong tạo hình trong trẻo ngây thơ, với mái tóc ngố và cách ăn mặc giản dị trái ngược ngoài đời. Cô nàng để mái ngố trẻ trung và rất dễ thương. Ngọc Trinh cùng đoàn làm phim làm lễ khai máy. Trong quá trình quay, nữ diễn viên luôn khiến fan thích thú khi ghi lại những khoảnh khắc giản dị và đáng yêu, hay cả dáng ngủ lầy lội như thế này.